Các khóa học Facebook Marketing do thầy giáo Nguyễn Chí Long đảm nhiệm được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của các chủ doanh nghiệp, người kinh doanh và đặc biệt là sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tham gia khóa học này, các học viên được tiếp cận nhiều thông tin hữu ích, hiểu được các tính năng của Facebook Marketing trong chiến lược phát triển kinh doanh và quảng bá sản phẩm của mình. Với các công cụ hỗ trợ hữu hiệu như hiện nay, việc tìm kiếm thông tin sẽ trở nên thuận tiện hơn. Các doanh nghiệp đều nhận ra những lợi ích từ Facebook Marketing, đó là xây dựng thương hiệu trực tuyến, hiệu quả cao, chi phí thấp, tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, tăng lượt truy cập và đặc biệt là tăng doanh thu. Hàng tháng thì tôi có tổ chức cái khóa học marketing online và bán hàng trên mạng xã hội, thì cũng mong muốn là giúp các doanh nghiệp có được các cái tư duy để kinh doanh ở trên mạng internet, cũng như là có những cái công cụ để giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng và bán được hàng hóa, dịch vụ của mình tốt hơn. Ngoài ra thì các cái khóa học kinh doanh online của tôi ấy, thì hoàn toàn miễn phí cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối. Ngoài ra thì những bạn mà có mong muốn là khởi nghiệp và startup thì các bạn có thêm được những cái tự tin để có thể tự kinh doanh cho mình trong cái giai đoạn mà internet bùng nổ như này. Facebook hiện tại là công cụ có thể truyền tải thông tin, thông điệp đến hàng triệu người với tốc độ chóng mặt. Nhận thấy rõ mức độ ảnh hưởng và sự lan tỏa của Facebook trong cuộc sống hiện đại, các khóa học Facebook Marketing đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Các học viên được đào tạo về Facebook Marketing giúp các doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân sự có khả năng đảm nhiệm công việc marketing online một cách hiệu quả, giúp sinh viên sau khi ra trường có cơ hội xin việc làm tốt hơn và có kỹ năng khởi nghiệp cho chính mình. Sau khi học xong ấy, em đã biết được cách là tiếp cận khách hàng này, tạo ra được những cái hình ảnh cuốn hút khách hàng, các kỹ thuật mình quảng cáo là cái sản phẩm của mình trên internet ạ. Qua khóa học của thầy Long thì em biết thêm về Facebook nhiều hơn, tai nghe nhiều thứ, tiếp cận đến gần gũi khách hàng hơn của mình. Em cũng áp dụng được rất là nhiều, khác biệt hoàn toàn so với cái mô hình bán hàng truyền thống của em ngày trước. Trước đó em cũng chưa tiếp cận được mô hình bán hàng online. Facebook Marketing cung cấp cho học viên những chiến lược, tư duy xây dựng một hệ thống quảng bá thành công với số lượng khách hàng tiềm năng và giới thiệu một số công cụ tìm kiếm lợi nhuận trên internet một cách hiệu quả. Qua đây, học viên có nhiều cơ hội để lựa chọn sản phẩm tối ưu cho mình. Hiện các khóa học Facebook Marketing đang trở thành điểm sáng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với thực tế hiện nay.